Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng ngày 14 tháng 11, khu dân cư Bản U, xã Tam Văn đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về dự và trông vui trong ngày hội. Cùng dự có các đồng chí thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo xã Tam Văn. Ngày hội đã diễn ra trong không khí ấm áp rộn ràng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm nét truyền thống của các dân tộc trên địa bàn, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của làng quê. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để người dân trong khu dân cư Bản U thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, vun đắp tình làng nghĩa xóm, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Được biết, hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020, Bản U đã phát động nhiều hoạt động thi đua yêu nước, thu hút đông đảo người dân hưởng ứng tham gia, tạo động lực phấn đấu thực hiện thành công các tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Trong không khí vui mừng phấn khởi của ngày hội, các đại biểu, cán bộ và nhân dân khu dân cư Bản U, xã Tam Văn đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, cũng như đánh giá kết quả nhân dân khu dân cư tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2020. Trong năm, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Bản U tiếp tục được củng cố, phát huy, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Qua các phong trào cuộc vận động, tạo sự chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt 32 triệu đồng một người một năm, diện mạo nông thôn được khởi sắc, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Qua bình xét, bản có trên 80% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thôn được giữ vững. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã biểu dương những kết quả mà khu dân cư Bản U đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy lãnh đạo Ban công tác Mặt trận bản cần tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của nhân dân nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, trong đó chú trọng đến cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, khuyến khích người dân đẩy mạnh phong trào giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, đồng thời nâng cao chất lượng các gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phấn đấu xây dựng thành công thôn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.